Ủa ông, còn cái cửa nhà trọ tính sao ông? Mày bán cái máy lấy tiền rồi chủ nhà đi. Dạ. Alo. Nếu ông không trả tiền cái cửa, tôi sẽ kiếm ông và tôi sẽ hốt ông. Good luck, con khùng. Vụ gì sao? Ai biết tự nhiên có mẹ hù tao. Mọi người ơi, ra đây coi phốt nè. Con cháu thì không lo học hành, suốt ngày lên mạng coi ba cái tào lao. Vụ gì vậy mày? Có bà kia livestream chửi ông nội kia quá trời. Để con mở lớn cho ông coi. Thưa quý vị, hôm nay em livestream để lột trần bản chất của một con người. Nhìn ở ngoài thì đàng hoàng tử tế lắm, nhưng mà cái con người đó nghe quý vị, lớn tuổi rồi, vậy mà làm mấy chuyện không... Trời, người lớn mà làm mấy chuyện gì kỳ vậy ta? Mới hôm qua nó cưỡi một con thỏ qua khu nhà trọ, rồi nó lên nó quýnh khách hàng của em. Chẳng những vậy nha quý vị, nó đập thằng nhỏ rồi nó còn đập luôn cái cửa nhà em. Rồi nó xúi thằng nhỏ bán đồ để trả nợ cho nó. Quý vị thấy có quá đáng không? Nghe quen quá mày. Quen gì, lần đầu con thấy có tụi mất dạ vậy luôn á. Đây là cái tấm hình mà camera chụp lại lúc tụi nó đang quýnh thằng nhỏ nè. Nhìn mặt tụi nó rất là côn đồ phải không quý vị? Ai mà gặp. Ủa, cái này là ông với con thỏ mà. Thì ra bả là cái bà chủ nhà trọ thằng Quang. Hôm bữa mình đặt nhà nó, bây giờ bả nói xấu tao trên mạng quá trời, làm sao giờ mày? Hay mình live stream chửi lại bả đi ông. Con có một cái trang 3 triệu người theo dõi, đăng cái gì tụi nó cũng like hết. Sao trang của mày tới 5 cái tích xanh vậy? Bữa con lỡ gửi 5 cái mail xác nhận lần đó ông. Mà tao thấy không được mày ơi. Người lớn không à, ai mà lên mạng chửi lộn tụi con nít, nó thấy nó cười chết. Không biết làm sao chứ bây giờ dân mạng nó quy định im lặng là nhận tội đó nha ông. Tôi xin chào mấy cô mấy chú. Tôi là ông nội của thằng thỏ. Tôi có thấy cái livestream của cô Tám có xài những cái hình ảnh của tôi với thằng cháu với những cái lời lẽ mà nó hết sức gọi là xúc phạm mày. Cho nên tôi chính thức đề nghị là ngày mai là chị phải lên sờ chim xin lỗi tôi. Sờ chim không? Nếu không là tôi sẽ không đền tiền cái cửa. Chơi thì chơi. Cuối cùng tụi nó cũng lòi bộ mặt thật rồi đó quý vị. Tụi nó đâu có muốn nhả tiền ra. Mà cái cửa với tôi đâu có bao nhiêu tiền. Tôi lấy tiền qua đốt nhà tụi nó được mà. Mày biết tao là ai không mà mày nói chuyện với tao vậy? Dù gì tao cũng lớn tuổi hơn mày nha mày. Mày kêu ai bằng nó hả? Cái thứ vô nhầm quá. Ủa, em cũng không có drama này nữa hả? Dạ, em tìm bà Tám. Anh tìm ông Năm. Thôi mình chia tay đi ha. Dạ. Cái đồ giàu mà keo kiệt. Cái thứ già mà mất nết. Cái thứ già mà mất cái cửa. Quý vị thấy không? Cái thứ này mà không làm căng là không được. Bả căng chắc tôi mềm. Quý vị đón chờ 9 giờ ngày mai. 9 giờ ngày mai tôi sẽ bóc trần sự thật. Một đêm duy nhất. Ủa, cái máy tính bị gì vậy mày? Theo con biết là bị hư á không? Giờ làm sao mày? Quăng mua máy mới đi không? Tiền đâu mà mua? À, con có cách rồi. Sao? Ông đổi cái này vô đi. Rồi. Lát nữa ông ở ngoài canh chờ con ra rồi mình đi mua máy mới. Tào lao. Vậy ráng chịu thôi chứ biết sao giờ. Alo, ai vậy? Ê, trốn hả ông già? Bữa đời khô máu mà. Hư máy rồi, giờ muốn sao? Nổ địa chỉ đi, tôi qua tận nơi luôn nè. Tới ngã năm chuồng chó, kiếm cái shop đồ ăn cho mèo kế bên cái quán thịt dê, nhìn qua trái thấy cái quán lẩu bò, đi thẳng vô gặp tiệm thịt heo là tới. Cho bà kiếm thấy mẹ bà luôn. Nhưng con có ghi địa chỉ nhà mình trên Facebook mà không? Hả? Mày nói gì? Chuyện tới nước này rồi, tao không thể trốn tránh được nữa. Ông cần con gọi công an không? Gọi cấp cứu đi. Nói thẳng với bà luôn, tiền tôi không có. Bây giờ bà muốn gì? Chửi lộn. Nhào vô. Bà chửi nãy giờ, bà thấy mệt không? Hơi hơi. Tôi tức cái là nãy giờ tụi mình chửi hay quá trời mà không có ai coi hết. Mà máy tôi hư không có lên mạng được nữa. Chấp ông luôn. Tôi dẫn ông đi mua máy mới rồi tụi mình lên mạng chửi nhau tiếp. Xin lỗi bà, chắc tôi cần bà giúp. Sơ. Cái này là cái xịn nhất ở đây phải không con? Ông hỏi đúng người rồi.
Ê, cái giọng này quen lắm. Bởi vì đây chính là laptop đạt chuẩn Intel Evo với bộ vi xử lý Intel thế hệ 11 mới nhất, hỗ trợ sạc cực nhanh với pin cực trâu, sờ chim mọi lúc mọi nơi với thời lượng sử dụng lên đến 9 giờ, thoải mái sáng tạo cùng màn hình cảm ứng, hiệu năng mạnh mẽ hơn với tốc độ chỉnh sửa ảnh video và truy cập internet nhanh hơn gấp 3 lần. Hơn nữa, mày quảng cáo nữa tụi tao đi về á. Dạ vậy thôi. Sao tao đi đâu cũng gặp mày hết vậy? Con đang thiếu nợ bà Tám, nên ban ngày con chạy xe ôm, ban đêm đi làm sale để trả nợ. Ủa mà sao hai người đi chung vậy? Quê rồi hả? Chắc quê. Tụi tao chửi nhau riết bị ghiền thôi mày. Chứ lớn hết rồi, ba chuyện nhỏ ai để bụng chi? Vậy thì tốt quá. Vậy con có còn phải đi làm kiếm tiền đền cái cửa nữa không ông bà? Còn.